video về ngữ pháp cơ bản. Bài này có tên là Ilia, lại là cụm từ hết sức cơ bản và chắc là các bạn học cơ bản các bạn đều biết rồi, có nghĩa là có đúng không nào. Ngoài ra thì nó có thêm nghĩa khác nữa nhưng mà trong cái bài học này chúng ta chỉ xét nghĩa nó là có thôi. Và xe tức là đó là xe này thì chúng ta đã học ở trong cái bài số 4 hay là bài số 5 mình không nhớ nữa đúng không nào. Để phân biệt hai cụm là ile và xe khi mà dùng giới thiệu ai đó hoặc người nào đó đúng không? Ok, và hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài số 9 này xem là có cái sự khác nhau nào giữa có và đó là hay không. Chắc chắn là có sự khác nhau đúng không nào. Và mình luôn nhắc nhở các bạn là nếu mà chưa đăng ký kênh thì xin mời các bạn hãy đăng ký kênh để được cập nhật những cái video bài học mới hàng tuần vào thứ hai và thứ năm. Và nếu như mà các bạn muốn xem hết tất cả những cái video về bài giảng trong giáo trình Lenovo Taxi 1, 2, 3 hay là các bài học về ngữ pháp cao cấp hoặc là các bài học về từ vựng và giao tiếp tiếng Pháp theo chủ đề thì các bạn hãy đăng ký làm thành viên. Và cái chi tiết thông tin đăng ký làm thành viên như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể gửi yêu cầu của mình vào hòm thư này và tụi mình sẽ trả lời cho các bạn trong vòng 48 giờ. Nào. Ok. Và để trước khi bắt đầu vào bài mới thì chúng ta củng cố lại lại kiến thức bài 8. Bài 8 thì chúng ta đã học các loại từ chỉ định đúng không nào? Thì tiếng Pháp có hai loại từ chỉ định đó là tính từ chỉ định và đại từ chỉ định đúng không nào? Tính từ chỉ định thì có sơ này, set này, c này khi mà ở số nhiều đúng không nào? Còn đại từ chỉ định thì chúng ta sẽ có là xe si xe la hoặc là sơ si sơ la đúng không nào, sơ ly si sơ ly la đúng không, tùy theo đó là tương ứng với giống đực giống cái hay là số nhiều số ít, số nhiều giống đực số nhiều giống cái đúng không nào. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ để các bạn nhớ lại cái bài số 8 đúng không nào. Ví dụ như là sơ cà phê sơ cà phê đúng không, excellent, tức là cà phê này rất là tuyệt vời. Vậy từ cái từ sơ này này là tính từ chỉ định, nghĩa là cái cà phê này đúng không nào. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có khi mà chúng ta đi với tính từ chỉ định đi với danh từ giống cái thì sẽ là ví dụ như là setter, ví dụ như là dơ con nè, biên sơ góc súng e setter phi đúng nào. Sơ này là khi mà tính từ đi với danh từ giống đực, còn setter là đi với giống cái đúng nào. Gác sông C đây là cecedin đúng không? Các bạn ghi chép thì các bạn nhớ ghi rõ ràng đúng không? Tiếp theo nữa là đại từ chỉ định thì chúng ta có ví dụ là j'adore cette maison. Là đúng không? Tôi rất thích cái ngôi nhà này, à gauche đúng không? Ở phía bên tay trái đúng không? Và một bạn khác nói là moi đúng không? Je préfère je préfère celle-là à droite. Nào. Tớ rất thích cái ngôi nhà này đúng không nào, ở phía bên tay trái đúng không, còn tớ thì tớ thích cái ngôi nhà kia hơn đúng không nào, celle-là à droite phía bên tay phải. Vậy thì xe ở đây là thay cho cette maison đúng không nào. Đấy,
Vì là maison là danh từ giống cái là số ít, cho nên mà chúng ta sẽ dùng đại từ là celle, đúng không? Celle là. Ok. Nhã ơi, 8 giờ. À, tiếp nữa là chúng ta sẽ có, khi mà giống đực thì sẽ là ví dụ như là je vous donne ce livre, đúng không? Et celui-ci, đúng không? Hoặc là chúng ta cũng có thể dùng là celui-là, tùy, đúng không? Hai cái này đều được. Je vous donne ce livre, tôi muốn quyển sách này, đúng không? À, livre là danh từ giống đực, vì vậy cho nên đại từ của nó lại sẽ là celui-ci, là celui-là, đúng không? Đi bộ. Ok, vậy là chúng ta đã xong cái phần củng cố bài số 8. Và hy vọng là các bạn nhớ một chút ít bài số 8, đúng không nào? Nếu như các bạn không nhớ thì các bạn hoàn toàn có thể quay trở lại bài số video bài số 8, các bạn học lại và sau đấy các bạn học tiếp, đúng không? Vì mình đã để miễn phí cho tất cả mọi người trên kênh Trạng Ngôn Ngữ của chúng ta, vì vậy cho nên mà các bạn học lúc nào, các bạn gần lúc nào, các bạn hoàn toàn có thể lên các bạn gõ tìm, các bạn học. Mình đã cho vào danh sách ngữ pháp cơ bản tiếng Pháp rồi, đúng không? Và hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9 là Ilia và xe, đó có và đó là, đúng không nào? Thì khác với ngôn ngữ khác như là tiếng Anh, tiếng Pháp thì không sử dụng être để làm nổi bật sự hiện hữu của một sự vật hay là một người, mà hay sử dụng cấu trúc không ngôi, đúng không nào? Là Ilia. Ilia là một cái cấu trúc không ngôi, nghĩa là có. Cấu trúc không ngôi. À, số 2 chúng ta là sự hiện hữu và sự xác định Thì chúng ta có Ilia có nghĩa là có, đúng không nào? Thì Ilia là một cái cấu trúc không ngôi, đúng không? À, nó làm nổi bật sự hiện hữu của một người hay một vật tại nơi nào đó, đúng nào? Ta xét ví dụ sau. Ví dụ như là đang la rue, trên ngoài đường phố, đúng không nào? Il y a des arbres en fleur, nào? Có nghĩa là ngoài đường phố có những cây đang trổ hoa. Như tiếng Anh thì chúng ta sẽ dùng là động từ to be đấy, đúng không? Nhưng mà tiếng Pháp thì chúng ta sẽ không sử dụng động từ être để chúng ta làm nổi bật cái sự hiện hữu của một người hay một vật nào đó, mà chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc không ngôi và tên là Ilia, đúng không? Đấy. Chúng ta có ví dụ nữa là sur la place, nào, il y a des arbres en fleur, nào. Thì trên cái quảng trường, nào, có những cái cây đang trổ hoa. Arbre là cây, en fleur là đang trổ hoa, đúng nào? Ta dùng giới từ ăn đây, bạn lưu ý.
sur la place là trên quảng trường, đúng không? Hoặc là trong vườn nhà tôi chẳng hạn, dans mon jardin là trong khu vườn nhà tôi, đúng không? Chắc đang là vườn. Đấy. Thì chúng ta sử dụng il y a để chúng ta nói chứ chúng ta không dùng xe, đúng không? Xe có nghĩa là đó là, chứ không phải là có, đúng không? Ở tiếng Pháp thì chúng ta sẽ dùng quyệt cụ không ngôi là il y a. Nào, đấy là các bạn tiếp theo nữa là gì? Cái lưu ý nữa là gì? Lưu ý nữa là Ilia mà đi kèm với danh từ nghĩa là có, kèm với danh từ. Thì đây là một cấu trúc không ngôi. Đó. Tức là il y a thường đi kèm với danh từ đấy, không ngôi. Và luôn luôn ở số ít. Đấy. Luôn luôn ở số ít. Đúng không? Ta phải nhớ điều này. Ví dụ. Ví dụ. Như là dans la rue, trên đường phố là ngoài đường phố, đúng không nào? Il y a un homme, đúng không? Trên ngoài đường phố thì có một người đàn ông chẳng hạn. Hoặc là il y a des hommes, là có 10 người đàn ông, đúng không nào? Và cái lưu ý nữa là đồ vật không nhất thiết phải sờ hay là thấy được, tức là không nhất thiết là phải ở dưới dạng vật lý đấy, đúng không nào? Ví dụ như là đăng mông tây ilia de la e de montagne, đúng không? Tức là trong đất nước tôi hoặc là ở đất nước tôi thì có hồ và núi, đúng không? Vậy thì hồ và núi chúng ta không thể chạy lại chúng ta sờ được, đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng ilia để chúng ta diễn đạt cái sự hiện hữu, đúng không nào? Đấy. Đây là diễn đạt cái sự hiện hữu. Và sự chúng ta sang phần số 2. Sự hiện hữu và sự xác định này. Chúng ta sang phần số 3 chứ. Chúng ta sang phần số 3, phần tiếp theo là gì? Là dùng xe, đó là, hay là số nhiều thì chúng ta sẽ dùng là sơ sung, đúng không nào? Để xác định này, chúng ta dùng xe ở số ít hay là sơ sung ở số nhiều để xác định một vật hay người có thể thấy được hay được giới thiệu bởi Ilia. Có đấy, đúng không nào?
Ta xét ví dụ sau. Ví dụ như là chúng ta nói là nhìn kìa, đó là cây anh đào ở Nhật Bản, hoặc là nhìn kìa, đó là những vũ công, đúng không nào? Hoặc là đấy là chúng ta dùng xe hay là sơ sông. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng Ilia, đúng nào, giới thiệu bởi Ilia, thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta nói là trong văn phòng có một người phụ nữ tóc vàng hoe, đó là cô thư ký chẳng hạn. Thì trong văn phòng có một người phụ nữ tóc vàng hoe thì chúng ta sẽ dùng là Ilia. Nhưng mà đó là cô thư ký thì chúng ta sẽ dùng là xe, đúng không nào? Chúng ta lấy ví dụ trước với xe dơ ga để nhìn kìa, đúng không nào? Xe tăng sơ dê. Sơ ghi dê cái anh đào đi Japan. Là cây cây hoa anh đào, chúng ta hay nói vậy đúng không? Hoặc là số nhiều thì chúng ta sẽ nói là sơ sông đề đăng sơ khoảng chẳng hạn, đúng không nào? Đó là những vũ công. Tiếp theo chúng ta có thể nói là đăng lơ video. Trong văn phòng chúng ta dùng ilia chỉ sự hiện hữu đấy, đúng không? Vin đam lùng, vin đam lùng nữa, có nghĩa là có một người đàn bà tóc vàng hoe, hoặc là có một cô tóc vàng hoe, đúng không? Hoặc là có một bà tóc vàng hoe thì chúng ta sử dụng là Ilia. Đây chúng ta sử dụng là xe khi mà ở số ít, còn sơ sung sẽ là ở số nhiều, đúng không? Và chúng ta nói là xe là sơ secretaire, đó là cô thư ký, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là xe. Đấy. Đấy, để chúng ta diễn đạt, chúng ta để chỉ cái sự xác định một người. Đúng không nào? Ilia thì chúng ta sẽ nói cái sự hiện hữu, tức là trong cái văn phòng đấy thì có người, và người cô tóc vàng hoe đó là cô thư ký, đúng không? Secretaire. Đúng không? Thì chúng ta cũng có thể học cái nghĩa của cái cụm từ Ilia, hoặc là vào những cái bài học sau. Nhưng mà trong cái bài học này, với cái kiến thức cơ bản thì chúng ta chỉ xác định, chúng ta nhớ là Ilia là một cấu trúc không ngôi, đúng không nào? Y sau nó là một cái danh từ mà nó luôn ở số ít, đúng không? Để một chữ sự hiện hữu và xác định, và đôi khi cái sự hiện hữu này chúng ta có thể không nhìn thấy, đúng không nào? Và xe là chúng ta dùng để xác định một người hay là vật có thể thấy, đúng không nào? Ví dụ như là xe tăng sơ ghi dê, hoặc là sơ sông khi mà ở số nhiều. Và chúng ta kết hợp Ilia để giới thiệu một cái người hoặc là một cái gì đó, đúng không nào? Ví dụ như là đăng lơ pigo thì có một cái cô tóc vàng hoe và cô ấy là thư ký. Vậy thì có một cô tóc vàng hoe chúng ta dùng Ilia, và đó là thư ký thì chúng ta dùng xe, đúng không nào? Ok, vậy là trong cái bài kiến thức cơ bản, ngữ pháp cơ bản ngày hôm nay, chúng ta đã học Ilia và xe, cái cách dùng và cách sử dụng như thế nào, hết sức cơ bản, và hy vọng là các bạn không nhầm lẫn khi mà chúng ta dùng những cái cụm từ này. Và bài tiếp theo và cái bài này thì chúng ta kết thúc tại đây. Hôm sau thì chúng ta sẽ học bài tiếp theo và đồng thời củng cố lại bài này. Và mình luôn khuyến khích các bạn là nếu như các bạn muốn muốn luyện tập nhiều hơn thì các bạn hoàn toàn có thể lôi sách ngữ pháp ra các bạn luyện tập. Tuy nhiên thì các bạn học nhiều thì các bạn sẽ dễ sa đà vào rất là nhiều kiến thức khác nhau, và các bạn sẽ
Cuối cùng các bạn không nhớ và không thực hành được cái gì cả, thì chi bằng chúng ta học vừa phải và chúng ta sử dụng hết những cái gì chúng ta đã học thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Ok, và bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Hy vọng là bài học này sẽ có ích cho các bạn, và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách là có thể ủng hộ mình bằng cách là mua cho mình cốc cà phê hoặc là cốc cà phê sữa chẳng hạn, đúng không? Và mình rất cảm ơn các bạn, có những bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua trên kênh Trạng Ngôn Ngữ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái buổi học lần sau. Bye bye.